review cho anh em tí. Các thể loại cá chỉ 15.000, trồng má như nhau. Còn bên này là một vài em giá 30. Đấy, anh em thì thấy dòng fancy, đuôi tưa hay đuôi ngắn thì cũng có hết. Mấy con này đã lên keo rồi đây. Tháo ra cho anh em nhìn đã. Sùng như gì luôn. Đấy, anh em thì nhìn thấy không? Cần hết mọi thể loại ở Đà Nẵng này, cá chợ không xứng tuổi.